Hai vậy mình nhìn trời ơi. Trời ơi. Ba ký. Nè, ông này 3 ký nè. Miếng ly nè. 3 ký. Anh Sơn lấy cái bọc cân đó 3 ký em đi. Anh Sơn ơi, lấy lại bọc cân. Hả? Chưa chưa. Thu tiền bên kia. Thu tiền bên kia. Tới coi là tiền 3 ký nè. Cái này là chồng miếng ly nha, miếng ly số 1 á. Đó, đó. Trời đất ơi, giải cứu nông sản cho nông dân. Cái cân cũng sợ không? Nãy giờ bán mình mấy bọc 5 ký rồi ta đặt cái đường cân lại mấy bọc nhỏ nhỏ mấy ký nữa nè, 2 ký 3 ký nữa nè. Vậy một bọc 3 ký, ký 2 bọc 2 ký. À, sẵn sẵn mà mình bán gì mà thằng dám lắm rồi trời. Giờ bắt đầu tới